Ngọc Hân chia sẻ cảm xúc làm phù dâu trong đám cưới Thu Thảo. Hoa hậu cho biết cô thấy vui khi chứng kiến giây phút Thu Thảo và chồng đại gia trao nhẫn cưới. Trong lễ rước dâu của Thu Thảo và doanh nhân Trung Tính vào sáng ngày 6 tháng 10 tại Tư Gia, Ngọc Hân khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện ở vai trò phù dâu. Hoa hậu Việt Nam 2010 là một trong những người bạn showbiz hiếm hoi dự lễ vu quy của thần tiên tỷ tỷ. Ngọc Hân cho biết cô đã nhiều lần làm phù dâu và chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của những người bạn gái trong ngày lên xe hoa. Tuy nhiên khi làm phù dâu vào sáng nay, cô có một cảm giác rất khác. Bởi Thu Thảo là cô dâu đặc biệt, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Ngày đó khi tôi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, nàng đã chủ động tiến đến hỏi thăm. Chúng tôi lập tức mở lòng được với nhau vì cùng một chí hướng, một quan niệm và lối sống. Nàng chân thành giản dị, tôi cũng chẳng ưa bon chen và thị phi. Thân không có nghĩa ngày nào cũng trò chuyện gặp gỡ. Tôi và nàng ở hai đầu đất nước, số lần gặp nhau một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chúng tôi luôn có mặt vào đúng thời điểm bạn mình cần. Khi nàng được xướng tên Hoa hậu, tôi là người đã trao vương miện cho cô ấy. Khi nàng kỷ niệm tình yêu tròn 3 tháng, tôi ở bên chia sẻ khoảnh khắc đó với nàng. Gặp chàng trai đó tôi thở phào nhẹ nhõm, vì rốt cuộc nàng đã tìm được một bờ vai xứng đáng. Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi vui mừng vì điều ấy, và đến hôm nay một lần nữa, tôi đã ở bên nàng với tư cách là một phù dâu, đưa cô ấy về nhà chồng. Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa, mà ngay đây thôi. Tôi tin cô ấy sẽ được yêu thương và hạnh phúc mãi mãi. Có nhiều thứ trong cuộc đời này là nhân duyên, tôi và Thảo là như thế. Chúc mừng cô em cùng họ Đặng, Ngọc Hân viết lên trang cá nhân. Hoa hậu còn chia sẻ thêm, trong lễ rước dâu sáng nay, cô là người ngồi trong phòng cùng Thu Thảo, đợi chờ giây phút chú rể xuất hiện. Khi Thu Thảo và Trung Tính trao nhẫn cưới, hay lúc Thu Thảo xúc động, ôm mẹ nói lời tạm biệt để lên xe hoa. Ngọc Hân cảm nhận được niềm vui hạnh phúc to lớn của người em gái. Giây phút Thảo trao nhẫn cưới, tôi nhớ lại khoảnh khắc mình cũng trao vương miện cho Thảo vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, cô nói. Trong lễ cưới khoảng 2 tháng, Thu Thảo đã liên lạc với Ngọc Hân để mời đàn chị làm phù dâu trong lễ cưới của mình. Tôi lại rất bất ngờ vì Thảo chọn mình làm người đồng hành trong giây phút trọng đại. Điều đó chứng tỏ Thảo rất chân thành và tin tưởng ở tôi, Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự. Để làm phù dâu cho Thu Thảo, Ngọc Hân đã đám chuyến bay muộn từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vào đêm qua. Sáng ngày 6 tháng 10, cô dậy sớm để make up, thay áo dài hồng và di chuyển sang nhà Thu Thảo ở quận 9. Trong tiệc cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 và doanh nhân Trung Tính vào buổi tối, Ngọc Hân tiết lộ rằng cô chưa bao giờ được dự hôn lễ có phần trang trí đẹp như thế giới cổ tích như vậy. Cặp đôi song song tổ chức siêu đám cưới, đây là dàn phù dâu phù rể trong mơ. Với danh tiếng lẫy lừng của cô dâu chú rể, đám cưới cặp đôi song song hứa hẹn sẽ bao thầu cả làng giải trí. Ngày 31 tháng 10 tới là một sự kiện được cả làng giải trí châu Á mong chờ khi cặp đôi đình đám Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ chính thức về chung một nhà. Với danh tiếng lẫy lừng và mối quan hệ sâu rộng khắp Kabik, thảm đỏ đám cưới của bộ đôi diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời hứa hẹn sẽ không thua kém bất cứ một lễ trao giải nào khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám. Cặp đôi song song chọn khách sạn Sula tại Seoul làm nơi tổ chức ngày vui. Đây là một trong những địa điểm cưới nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc và được nhiều ngôi sao nổi tiếng lựa chọn bởi không gian lung linh và nội thất sang trọng tinh tế. Cô dâu chú rể là những tên tuổi hàng đầu nên đám cưới của họ cũng phải sở hữu một dàn khách mời cực khủng. Nhiều người dự đoán Dio, Am Joo Won, Jo Shin Hoon, Kim Ki Bang, Bi Yong Woo và Jae Ti Hoon sẽ là những thành viên bên họ nhà trai. Không chỉ đẹp trai và nổi tiếng, nhóm bạn thân của Song Joong Ki còn là những gương mặt quyền lực trong showbiz. Đám cưới của đại úy Du cũng không thể thiếu người em thân thiết Park Go Bum. Mỹ Nam cổ trang không chỉ là đồng nghiệp trong công ty mà còn thường xuyên đồng hành cùng Song Joong Ki trong các hoạt động của làng giải trí. Park Bo Gum còn có mối quan hệ tốt với chị dâu Song Hye Kyo. Hôn lễ của Song Hye Kyo còn được kỳ vọng là nơi sẽ tái ngộ của đoàn Running Man, chương trình mà ngôi sao sinh năm 1985 từng gắn bó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người mong chờ sự xuất hiện của anh chàng lấm lĩnh Lee Kwang-soo. Hội chị em bạn gì của cô dâu Song Hye Kyo cũng toàn những cái tên đình đám không thua kém nhà trai. Ngọc nữ của màn ảnh có mối quan hệ thân thiết với nhiều người đẹp trong giới như Han Eun-joon. Vì vậy, thảm đỏ của đám cưới chắc chắn sẽ là một nơi bùng nổ nhan sắc của dàn sao đình đám xứ Cụ Sâm. Bên cạnh các nữ đồng nghiệp, nhiều người dự đoán Song Hye Kyo còn mời thêm một số bạn diễn nam từng hợp tác ăn ý như Kang Dong-won, Yoo An-in.
Bên cạnh đó, ekip Hậu Duệ Mặt Trời, bà mối xe duyên cho đôi tình nhân song song, cũng được cho là có nhiều khả năng góp mặt trong đám cưới thế kỷ. Hành trình chữa bệnh đầy nước mắt cho con của loạt sao Việt. Sau loạt bài viết về hành trình 15 năm, diễn viên Quốc Tuấn chữa bệnh cho con trai khiến bao nhiêu người đọc phải bật khóc. Lật dở lại câu chuyện tương tự của chữa bệnh cho con, những sao Việt khác như Vân Hugo, Hạnh Thúy cũng đáng để khâm phục về tình yêu thương vô bờ mà các bậc cha mẹ này đã dành cho con. Diễn viên Quốc Tuấn và hành trình 15 năm kiên cường cùng con. Hơn 40 tuổi Quốc Tuấn mới lập gia đình, thế nhưng vừa hạnh phúc đón cậu con trai đầu lòng chưa được bao lâu, vợ chồng anh đã bắt đầu những ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa bệnh cho con. Khi bé Bơm vừa ra đời đã mắc hội chứng bệnh xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, tỷ lệ 1 trên 160.000 người. Nhiều tiên lượng rằng khả năng chữa bệnh thành công rất thấp và gần như không có. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của người cha, bằng niềm tin mãnh liệt và cả động lực kiên cường từ chính cậu con trai bé nhỏ, anh đã biến 1% hy vọng đó thành điều kỳ diệu. Hai bố con đã cùng nhau trải qua 10 lần phẫu thuật với 5 lần quá nặng nề. Có những ca thành công, có cả những ca thất bại, chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Những con số liệt kê nghe tưởng như rất đơn giản. Thế nhưng, từng ấy năm ôm con đi hết nước này đến nước khác, rồi mỗi lần đứng trước một ca phẫu thuật của con, không biết được kết quả sẽ ra sao, mới thấy người bố ấy phi thường đến mức nào. Cuộc chiến đấu cùng con chữa bệnh không chỉ là cuộc chiến của tinh thần và con tim, mà cả cuộc chiến về kinh tế. Để có điều kiện chữa bệnh cho con, Quốc Tuấn đã phải lao động rất cực lực, tìm đến cả những công việc ít gắn với nghề hơn. Anh từng chia sẻ có những công việc vì miếng cơm manh áo phải làm nhưng rất tủi thân, đó là những công việc chuyên môn rất ít mà mang tính thương mại nhiều hơn. Gần như ngoài công việc, anh dành toàn bộ thời gian mình có cho con, luôn theo dõi mọi điều con làm, hướng dẫn và động viên con kịp thời đúng lúc. Một người đàn ông vừa làm trụ cột kinh tế gia đình, vừa tự tay làm mọi thứ để chăm sóc cho con trai, tắm rửa, làm thuốc. Nhiều lúc anh quên đi cả bản thân mình, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp để con trai khỏi bệnh. Sau 15 năm đằng đẵng, gieo niềm hy vọng cùng con, giờ đây anh đã có thể phần nào nhẹ nhõm khi những ca phẫu thuật quan trọng cho bé Bơm đã xong, giờ chỉ còn đợi phẫu thuật thẩm mỹ cho Bơm. Niềm hạnh phúc càng nhân lên khi bé Bơm đổ vào học viện âm nhạc. Bé Bơm hiện học trung cấp piano jazz 7 năm tại học viện âm nhạc. Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy tìm lại thính lực cho con. Con gái đầu Phan Thúy Anh của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy bị điếc bẩm sinh do di chứng của bệnh rubella mà chị mắc phải khi mang thai. Tỷ lệ cứu chữa chỉ là 0,01%. Thế nhưng với tình cảm của một người mẹ, với quyết tâm chiến đấu đến cùng, chị đã giúp con gái mình phát triển như một đứa trẻ bình thường khác. Chị đã thề với lòng mình rằng, nếu con không thể nghe nói sinh hoạt như một đứa trẻ bình thường, thì cả cuộc đời này chị sẽ không sinh thêm bất cứ đứa con nào, sẽ chỉ tập trung mọi thứ sống và bên cạnh con suốt đời. Cách đây hơn 10 năm, chị đã tìm mọi cách để có được số tiền 150 triệu để mua máy trợ thính cho con. Thời điểm đó số tiền này gần như là cả một gia tài. Chị cũng không thể quên ngày đầu tiên con chị đeo máy, với chị là một ngày trọng đại. Ba mở một bản nhạc giao hưởng và đặt con ngồi giữa phòng, đeo máy rồi mở nhạc. Con mở mắt to đón nhận âm thanh, có lẽ đầu tiên trong đời rồi mỉm cười và khóc khi ba tắt nhạc. Con ngồi nghe nhạc đến hơn 30 phút mới chịu thôi. Phản ứng của con khiến mẹ rộn lên một niềm hy vọng và tin rằng mẹ con mình sẽ thành công, và từ đó cuộc đời con gắn với cái máy trợ thính. Hạnh Thúy cũng gạt bỏ đi lời khuyên của mọi người xung quanh và quyết định không để con vào trường chuyên biệt, mà cho con vào trường học bình thường như bao đứa trẻ khác. Bây giờ con gái của Hạnh Thúy đã trở thành một nữ sinh trung học, cô bé rất năng động và mạnh mẽ. Chị còn gọi đùa con gái mình là anh hùng dịu dàng nhiều tình cảm của mẹ. Vân Hugo làm điểm tựa cho con sau sang chấn tâm lý. Bé Bin, con trai Vân Hugo đang mắc chứng sang chấn tâm lý cực kỳ khó chữa. Sau khi cô và chồng cũ ly hôn, bé Bin bị chấn động về tâm lý, thu mình lại và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều này khiến Vân Hugo vô cùng ân hận vì đã để cho con trai lúc đó chỉ hơn 1 tuổi chứng kiến cảnh xô xát giữa bố mẹ. Nhiều lúc cô rơi nước mắt khi không biết phải làm gì cho con. Tôi cứ cố gắng bước vào thế giới của con, nhưng càng bước vào càng bị xua đuổi ra. Con đã tạo ra vỏ bọc để che chắn con lại. Thế giới ấy tôi không thể bước vào được. Tôi đã rơi nước mắt và không biết phải làm gì. Các bác sĩ nói tôi phải rất kiên nhẫn thì mới giúp được con. Nếu là bệnh lý
thì mình còn biết được. Tay gãy thì bao giờ lành, chân đau thì bao giờ hết sưng. Nhưng liên quan đến tâm lý thì mình chịu thua và không biết phải làm gì nữa. Nhưng dù con có như thế nào thì tôi sẽ luôn đồng hành trên tất cả những con đường mà con sẽ bước qua. Sau đó cô nhanh chóng gạt nước mắt, đưa con đi rất nhiều nơi, tìm gặp rất nhiều người để hỏi có thể làm gì giúp con. Cô đồng hành cùng con trong nhiều hoạt động cộng đồng, cho con tham gia các lớp kỹ năng để con được dạn dĩ và hòa đồng hơn với mọi người, luôn gần gũi để lắng nghe con. Để chăm sóc tốt nhất có thể, suốt thời gian qua, Phương Hugo đã hạn chế không xuất hiện trên truyền hình nữa. Cô tự nhủ rằng mình phải luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho con, cùng con bước trên chặng đường dài phía trước. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực của Phương Hugo, giờ đây cô Bin đã mở lòng và hòa đồng hơn với mọi người xung quanh.